Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 người tử vong ở Lạng Sơn, tài xế khai nhận thời điểm xảy ra tai nạn xe khách đang chạy với vận tốc khoảng 60 đến 70 km/h và bản thân không buồn ngủ, không sử dụng chất kích thích. Ngày 1 tháng 11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự để điều tra làm rõ vụ tai nạn làm 5 người tử vong, 10 người bị thương xảy ra vào dạng sáng ngày 31 tháng 10 tại dốc Rừng Cấm, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đoạn km 70 800 trên quốc lộ 1A. Ngày 31 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Quách Đình Trọng sinh năm 1966, trú tại tổ 23 khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là tài xế lái xe 14B03657 về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tại cơ quan điều tra, tài xế Trọng khai nhận thời điểm gây ra tai nạn đang lái xe với vận tốc khoảng 60 đến 70 km/h và bản thân không buồn ngủ, không sử dụng chất kích thích. Bản thân tài xế đã hành nghề lái xe được hơn 30 năm. Cũng theo tài xế Trọng, vào sáng ngày 30 tháng 10, đoàn khách từ thành phố Hạ Long thuê xe để đi lễ tại Châu Lục Lạng Sơn. Đến hơn 2 giờ ngày 31 tháng 10, mọi người trong đoàn làm lễ xong thì lên xe để về Quảng Ninh. Đi được khoảng 10 phút trên quốc lộ 1A đến địa phận thôn Rừng Cấm, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, thì thấy một cành cây để dưới lòng đường làm vật cản. Cành cây được đặt cách đuôi xe container đang đỗ khoảng 16 mét thấy vật cản, tài xế trọng đánh lái để tránh, nhưng làn đường đối diện có xe container đang đi tới theo chiều ngược lại. Tuy nhiên, sự việc xảy ra quá nhanh khiến xe khách va chạm vào xe container đang đỗ ven đường, rồi va chạm tiếp vào xe container đi chiều ngược lại. Vụ va chạm liên hoàn giữa ba ô tô khiến 4 người tử vong tại chỗ, một người tử vong tại bệnh viện, 10 người bị thương, ba xe ô tô hư hỏng nặng. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, cả ba xe đều còn hạn kiểm định. Cụ thể ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 14B03657 sản xuất năm 2019 tại Việt Nam, chủ phương tiện là công ty cổ phần thương mại dịch vụ Xuân Lộc Quảng Ninh, có đăng ký kinh doanh vận tải, có lắp thiết bị giám sát hành trình, số người cho phép chở tối đa là 16 người, xe kiểm định lần gần nhất vào ngày 29 tháng 8 năm 2023 tại trung tâm đăng kiểm 1401D Quảng Ninh và có hạn kiểm định đến ngày 28 tháng 8 năm 2024. Tuy nhiên, thông tin từ cục đường bộ Việt Nam cho biết xe 16 chỗ chỉ có dữ liệu đến 4 giờ 59 phút ngày 30 tháng 10, cách thời điểm xảy ra vụ tai nạn 19 tiếng. Thời điểm gặp nạn xe này không có dữ liệu giám sát hành trình nên không ghi nhận được tốc độ và cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ.